đây cô này là bình hoa quỳ đĩa đệm, cô xin lỗi đây là cái đĩa đệm nha mọi người. Để nó cưỡi vào đĩa, để nó cưỡi thành đỉnh to ra ở trong này là một con vòng xuống mông, chân đùi ngón chân ngón chân. Sau khi sau khi đắp thuốc từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ, chúng ta xoa bóp nhẹ nhàng thế này, không xoa bóp nhiều. Đây là cô bị bác bị đĩa đệm cho mọi người chèn em đây là người đến đau cốt xuống hai chân nha, vừa rồi là cái đắp chân thời gian chờ được đắp thuốc ở lưng rồi là đang xoa bóp. Mọi người ai là ở ngoài thì không phải xoa nhé, ấn lại lành. Hiện tại thì chúng mình đang xoa bóp miễn phí ở chỗ ngoài nha mọi người.